Mới đây thì đoàn làm phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh do Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng đóng chính vừa tung poster mới mừng 500.000 lượt đặt hẹn xem trước. Điều này cho thấy Bạch Nguyệt Phạn Tinh chứng minh được sức hút với khán giả dù vẫn chưa đóng máy. Được biết thì Bạch Nguyệt Phạn Tinh chuyển thể từ tiểu thuyết Bạch Thước Thượng Thần. Bạch Nguyệt Phạn Tinh là phần tiếp theo của Thiên Cổ Quyết Trần và Thần Ẩn, xoay quanh cặp đôi Bạch Thước và Phạm Việt. Dù chưa hé lộ nhiều về nội dung nhưng thông qua những tạo hình cổ trang của dàn diễn viên tham gia, Bạch Nguyệt Phạn Tinh nhanh chóng nhận về sự chú ý lớn từ phía khán giả. Cũng chính vì vậy, tạo hình của Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng vô cùng được chú ý đến. Một vài phân cảnh hậu trường đã gây bão trên khắp các nền tảng mạng xã hội, khiến khán giả vô cùng tò mò về nhân vật. Với khởi đầu được đánh giá tốt, Bạch Nguyệt Phạn Tinh dự kiến sẽ là dự án phim mới của Bạch Lộc được khán giả quan tâm trong thời gian tới. Về phần nam chính Ngao Thụy Bằng, anh cũng được nhận xét là nhân tố tiềm năng, đang chờ đợi cơ hội để khẳng định bản thân sau dự án này. Mới đây thì những hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến trên trường quay bộ phim Tàng Hải Truyện đã được hé lộ đến người hâm mộ. Đây là dự án cổ trang đầu tiên đánh dấu màn hợp tác của anh với nữ diễn viên Trương Tịnh Nghi. Loạt tạo hình đầu tiên trên phim trường Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Bởi lẽ nhân vật mới của Tiêu Chiến trong phim này sẽ hoàn toàn khác với những vai diễn cổ trang trước đây anh từng đảm nhận. Được biết, Tàng Hải Truyện là phim cổ trang quyền mưu không phải cổ ngôn hay tiên hiệp. Tạo hình của nam diễn viên được đánh giá là sát với nguyên tắc truyện, đem đến cảm giác thư sinh nhưng cũng đầy mưu mô kế sách. Các bạn đã xem video trên kênh Tóc Sao Hoa. Để không bỏ lỡ những tin tức mới và hot nhất, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.